Xin chào cả nhà, mời cả nhà hái cái trái chùm ruột chung với Hiền nha cả nhà. Hôm nay có cái chùm này chín nè. Ôi, Hiền cố gắng để không có đụng cái chùm kia. Sao nó rụng chùm kia quá à. Được rồi, được rồi. Đây. Đây nè cả nhà ơi. Cả nhà có thấy chua chưa? Đây nè. Đây nè, chùm ruột cả nhà. Mời cả nhà. Chua lắm, chua nha cả nhà. Để Hiền xem còn chùm nào không. Mấy chùm này hình như còn hơi xanh ha. Cho nên xanh không ta? Đây. Ở trên đây nữa nè. Đó. Hiền quay cho cả nhà xem. Nhìn khó thấy quá. Đó. Đây nè. Úi giời. Đây. Hai chùm. qua gốc này. Mấy cái này chắc hái được rồi cả nhà ha. Mình hái luôn đi. Ồ, cái này hơi non nên Hiền không dám đụng nó. Cái này vàng rồi nè. Cái này. Đó. Bà ở đây. Ôi dồi ôi. Đã quá à. Đã quá cả nhà. Sao để ở dưới đây. Ủa sao chùm này bị đen đen vậy chàng ơi. Mấy cái đó hẹn. Đây. Cái này sao nó hơi bị đen đen nhỉ. Không biết tại sao nhưng mà mình hái nó luôn đi. Hình như là bao nhiêu đó. Với lại hẹn sẽ quay sơ sơ cho cả nhà xem là nó vẫn còn bông. Và chùm trái cả nhà thấy không cả nhà. Đó vẫn còn bông. Và vẫn còn trái ra kìa. Đó. Thích quá, thích luôn. Hiền thích cây chùm ruột quá à. Đây nè. Đó. Thích thấy cả nhà ha. Ở bên đây nè. Nó cũng còn đang ra bông nè cả nhà thấy không. Đó và ở bên góc này. Đó và ở bên góc này. Ôi. Ở góc này nhiều nè cả nhà, góc này nhiều nè. Đó thấy không. Cả nhà thấy không. Đó. Tự nhiên ở đâu ra cái bà bò bà lại. Bà nhìn Hiền bà liếm bà ngoắt cái mà cả nhà thấy không chịu nổi đâu. Làm gì đó. Xin chào. Ồ, thêm một bé nữa đến nè cả nhà. Xin chào. Làm gì thế. Ủa mặt nó kìa. Một em nữa. Ôi trời ơi, mấy em này mắc cười quá ha. Đẹp đẹp ơi, coi kìa. Nó đi nguyên một bầy ha cả nhà. Thường nhất là mai mốt nó sẽ bị như mấy con bò này khi nuôi lớn xong á sẽ bị mần thịt. Nên tội nghiệp đúng không. Nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhé. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạy nó niệm Phật cả nhà cho tốt. Ôi quá trời bò nè. Hôm nay mình đi quá trời bò luôn kìa. Có con mèo nâu hơn, có con thì mèo sáng hơn hay cả nhà ha. Ok ok, nó ăn cái gì á? Nó ăn cỏ hay ăn cái gì á? Buổi chiều cả nhà, buổi chiều. Xin chào cả nhà, hôm nay là Hiền đang đi cái chợ Châu Á và hôm trước đó Hiền có ăn cái món khoai lang này nè, lang sấy này nè ở Sấy Dẻo không cả nhà, thì Hiền thấy ngon cho nên hôm nay Hiền mua tiếp. Đây là cả nhà, mấy cái dạng khoai lang Sấy Dẻo gì nè, Hiền thấy ngon lắm nên hôm nay Hiền mua tiếp. Và hôm trước Hiền mua là cái loại màu cam này ha, có cái loại màu tím này nữa không biết ngon không nữa. Mua ăn thử cả nhà ha. Đây nè. Và em có thể mua được hai cái bịch. Đây là cái dạng bánh mà rất thích, em rất thích. Nó giống như là nó có cái vị của cái gì qua là ta, cheese phô mai hay gì á, mà ngọt ngọt, phong cách Châu Á ngọt ngọt cho nên em thích lắm. Đây tại vì Hiền khá thích cái món này, ăn thấy hợp. Và họ cũng ghi là hình như là chỉ có khoai lang chứ sẽ lấy thêm một bịch nữa nha cả nhà, tại vì Hiền khá là thích món này luôn á, nên lấy thêm bịch nữa ăn.
40g một bịch cái gì đó. Thôi Hiền thích dạng miếng hơn, lấy dạng miếng đi. 3 bịch, lấy lại một bịch tím này ăn thử. Bên đây Hiền sẽ lấy một bó cải ngọt. Hiền rất là thích. Này nó cải ngọt không thôi. Ôi nhìn kia không được tươi bằng, thôi mình lấy cái này đi. Bên đây Hiền sẽ mua là hủ kỳ ha. Không ta? Hai trăm gram. Cái này 200g, kia là 300g. Lấy ra coi thử. Ủa 227g. Đây. Mua đây một bịch thử trước. Ở trên đó có khoai mì kìa cả nhà, với lại có khoai môn kìa. Thì mới thu hoạch được mớ khoai môn vườn nhà. Khoai môn tươi vườn nhà. Và đây là những loại trái cá đâu. Ở trong đây hiện thấy có khô mực kìa, ghi là khô mực đồng tiền á, ghi rõ ràng là tên của tiếng Việt luôn. Ok, qua đây áo quịch rồi. Ở đây á cả nhà mới phát hiện ra cái món này giống như là cơm mà cơm kiểu Hàn Quốc á, kimbap gì nè. Một hộp gì là 7 đồng 09. Em muốn mua ăn thử xem nó ra sao á cả nhà. Cái đó là con biết cái đó là cái gì không? Gạo. Múc gạo. Cả nhà nhìn thấy không? Xin chào ngày mới cả nhà ơi. Cả nhà nhìn thấy không? Em Elwood á, em đang múc gạo giùm mẹ nè. Thì bây giờ cũng nhờ được lắm cả nhà. Thì hiện tại thì Hiền thấy là Elwood vẫn nhờ được lắm. Lớn lên sao thì mình không biết, tại vì không có gì dám nói trước được hết. Ồ nhờ quá ha. Vừa vừa thôi con, nhiều quá ăn không hết. Nhiều quá ăn không hết đó cả nhà thấy không? Đó người ta biết múc, người ta biết đông đông đồ cho nó vừa vừa. Ồ miếng nữa. Rồi được rồi. Ồ cả nhà thấy dễ sợ không? À, ai nói con trai không nhờ được, nhờ được á, nhưng mà lớn lên thì Hiền không biết nha, không đảm bảo. Sao nhìn ngon quá ha, con thích ăn cơm không? Con nói cả nhà nghe, con thích ăn cơm không? Washing. Em nói là bây giờ mẹ đi vo gạo đi. Con nói mẹ vo gạo. Không phải mẹ. Mẹ vo gạo. Good job. Em nói con giỏi quá, giỏi thiệt. Good job. Con nói, con hỏi đi. Cả nhà ơi. Cả nhà ơi. Con giỏi không? Con giỏi không? Yeah. Trời ơi tự khen mình giỏi nó mới dễ sợ quá em bé ơi. Smile. Em nói là con cười nè.